Em chào mọi người nhá. Hôm nay thì Hoa Lan Hà Nội sẽ giới thiệu mọi người một bộ phân thuốc gồm 10 sản phẩm khác nhau với giá chỉ có 250.000 thôi, miễn phí ship nhá. Bao gồm đầy đủ những cái thứ như kích mầm, kích chồi, rồi kích hoa, phân tan chậm, phân thông minh, rồi bảo vệ cây, chấm thối nhũ, nấm bệnh vân vân. Tóm lại là đầy đủ tất cả những cái thứ phân thuốc gì để dành cho vườn lan nhà mình nhá. Với giá 250.000, bao ship toàn quốc, kèm theo hướng dẫn cách sử dụng cho mọi người để cho mọi người tiện theo dõi hơn. Đó, thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua qua 10 cái sản phẩm phân thuốc này này. Đó, đầu tiên nhá, mọi người để ý kỹ để nhớ 10 cái sản phẩm này. Khi nhận hàng thì chúng ta sẽ kiểm tra hàng cho nó dễ, đầy đủ thì mình nhận. Một gói Kinkinbun này, một lọ Benkoda này, đấy, chống thối nhũ nấm bệnh này, một lọ phân thông minh này, hai lọ đầu trâu này, đấy, kích hoa, kích chồi, kích mầm. Có hướng dẫn rồi nhá. Một lọ B1 này, một lọ Subotai, một lọ Biorot, một lọ B12 giải độc cho cây. Đấy, và một túi phân chuồn quế, 5 cái mét túi lưới để về mình chia phân chuồn quế ra. Ở đâu chỗ này 2 mét thôi. 2 mét là chia được ok rồi. Đấy nhá. Tổng cộng ở đây là nó tầm khoảng 11 sản phẩm đấy. Khi nào chúng ta nhận hàng thì mình kiểm tra hàng cho em. Đấy, em tri ân cái bộ này rất là rẻ, chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho chọn bộ này. Đó, và được miễn phí ship vận chuyển toàn quốc nhá. Em đảm bảo mọi người là khi mà mọi người ra cửa hàng ấy, mua cái bộ này ấy, mình vừa mất công đi mà mua cái bộ này không bao giờ dưới tầm 350-400.000 luôn. Tại vì nhà em bán số lượng nhiều thế nên là sẽ được cái giá rẻ hơn nhá. Đó, thì chọn bộ này em bán cho mọi người chỉ có 250.000 thôi, quá là rẻ. Mua hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0974702106 nhá. Nhớ là khi nhận hàng mình kiểm tra cho em, cứ đầy đủ thì mình nhận. Đấy, kèm theo cả hướng dẫn nhá. Đầy đủ 11 món sản phẩm này thì mình nhận cho em nhá. Em xin chào mọi người. Số điện thoại em để ở dưới bài viết 0974702106.